Xin kể với các bạn một câu chuyện. Mùa hè năm 2001, cái nóng như thiêu đốt tại Thâm Quyến khiến người ta không còn thiết tha việc ra đường. Đừng nói tới những thú vui tao nhã như cầm kỳ thi họa, nhưng bên trong cái lò lửa tại nhà thi đấu, không khí lại khác hẳn, quyết liệt, căng thẳng. Hàng loạt hảo thủ mồ hôi nhễ nhại, tập trung cao độ cho những trận sinh tử ở giải vô địch cá nhân. Mỗi người mỗi dáng vẻ, có người cao lớn, có kẻ thư sinh, nhưng trong số ấy nổi bật lên là một kỳ thủ thu hút được ánh nhìn của tất thầy. Không phải vì vị này có vẻ bề ngoài kỳ nhân bẩm trợn hay là công phu thượng thừa ai nấy khiếp sợ, mà đó chỉ là một cậu nhóc nhỏ thó, mặt mũi non trẹt với cặp mắt kính dày cộm. Không ai khác, đó chính là Triệu Hâm Hâm, kỳ vương hiện tại được biết đến là lục mạch thần kiếm của kỳ đàn. Cậu đến đây lần đầu theo sự tiến cử của đại sư Lưu Tinh với tinh thần cọ sát. Oái âm thay, ngay vòng đầu, người mà cậu phải tiếp chiêu, trái hẳn với vẻ mặt non nớt của Triệu, một tay cờ với đường cờ giả cỗi, đầy thủ đoạn xảo quyệt và là tác giả của những đòn độc đáo chưa ai nghĩ ra, khiến cho các kỳ vương lừng danh đương thời như Hồ Vinh Hoa, Từ Thiên Hồng, Liễu Đại Hoa, Vu Ẩu Hoa, Lữ Khâm, Đào Hán Minh đều đã phải nếm mùi binh bại. Mới chỉ nghe qua, chưa đánh, cuộc chiến này đã ngã ngũ. Mời các bạn theo dõi để biết tình hình diễn biến cụ thể. Vẫn còn may mắn một chút, Triệu được tiên thủ và đã trung pháo tiến công ngay. Trình lựa chọn nhảy mã phải trước, rồi Triệu phi mã lên. Trình lấy pháo để sĩ giác, Triệu lấy xe này xuất trần. Trình mã còn lại phát triển, trung pháo đối phản cung mã. Lựa chọn tới đây của Triệu là ngũ lục pháo. Trình binh bảy đỡ tiến một, Triệu nhảy mã, Trình bình xe. Triệu đã quyết định mở trước binh bảy, rồi Trình lúc này dùng mã bay cửa hà, Triệu lấy xe lộ diện, Trình dùng xe còn lại khởi hoành gấp. Cũng chỉ cần chờ vậy, Triệu tiến xe kỵ hà quấy rối ngay. Tất nhiên, đây chẳng phải là một đòn cờ lạ lẫm gì. Triệu đang nhằm chí tử vào một điểm đánh trước mặt của họ Trình, tức là hàng tuyến phòng thủ còn chưa mấy chỉnh tề để ra tay tức khắc, gây khó khăn vào sức mã đứng cửa hà. Nhưng tại vì nó lại được thi triển bởi một cậu nhóc mới chỉ 13 tuổi, khiến ai cũng bắt đầu phải chú ý nhiều hơn. Chứng tỏ bản lĩnh của cậu không hề nhỏ, ít nhất là về một tinh thần dám chiến đấu, rất đáng khen. Nếu như Trình lựa chọn lấy xe này thông suốt sang màn phải, chốc pháo, mời đổi, lúc này Triệu chỉ cần bổ sĩ lên, mã chỉ còn đúng một lộ là phải đạp lấy chốt, rồi xe của Triệu ra tay vào binh bảy. Nếu như muốn giữ tượng, chỉ có thể dùng mã lao mình vào pháo ngay, tượng 3 tiến 5, rồi dùng tượng để thoát thân gấp, xe bình vào, truy đuổi, si 4 tiến 5. Tới đây, đó chỉ cần lấy pháo để tiến thẳng hai nước, thành thử những quân còn lại của Trình rất khó triển khai. Chẳng mấy chốc mà Triệu có một thế tiến công, hoàn toàn có thể ưng ý ngay, tứ tử sẽ quy biên, tức là không thể nào ngăn cản, pháo có thể bình sang mạn phải để hợp công gấp, anh hùng xuất thiếu niên. Lão Trình cẩn tắc vô ưu, tới đây lựa chọn là dùng mã 6 tiến 7 đạp lấy chốt trước, rồi Triệu cũng lập tức nhảy mã phong tỏa đường xe. Trình gác tường giữ chốt và cố thủ, cũng như chuẩn bị dùng binh 3 tiến 1 đuổi lấy xe. Triệu tức tốc lấy pháo để rời hình, tránh trước một đòn đổi ngang rất uổng phí của đối phương. Lựa chọn tới đây của Lão Trình, binh 3 tiến 1 bắt xe, xe quay về, chốt tràn qua hà, xe tiêu diệt. Rồi rất nhanh lấy pháo để rời một, chuẩn bị có thể kê trục ba bắt xe hoặc là tượng bảy phía sau để tạo lấy sát cục. Và cách lựa chọn của Triệu, lấy xe bình tám đợi chờ ngay. Trình vẫn vậy, lấy pháo tạt vào tưởng chừng bắt được xe, tại vì tới đây còn trực tiếp đe dọa vào tường đáy là sát cục tức thì. Nhưng Triệu lại có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình một lần nữa, anh dùng pháo để nổ chốt chiếu tướng ngay. Nếu như Trình lựa chọn là sĩ 6 tiến 5, Triệu chỉ cần chấp nhận đổi. Mặc dù pháo của Trình có thể bước từ vô tường, sĩ dương lên, dùng mã này chém thẳng về xe, nhưng chỉ với một tia chiêu tiếp theo, Triệu có thể làm chủ hoàn toàn về cục diện. Đó là chỉ cần lấy pháo tiến 1, bắt lấy mã 7, không thể nào để mất, và cũng chỉ còn đúng 3 cách là có thể giữ mạng. Pháo 6 binh 7, binh 7 tiến, hoặc là cách thứ 3, dùng pháo này quay về. Nếu như lựa chọn này, lúc đó Triệu chỉ cần tiến xe lên, phục sẵn, bình 3, bắt lấy cả đôi tường lẫn chốt, lựa chọn bình trục 7 như là một cách đánh thường tình, mã xe nhảy, bắt pháo ngay. Sau khi pháo về tạt đường 2, lấy pháo 5 bình 8 là một đòn đánh rất cao, bắt buộc rằng pháo này phải đổi.
dùng pháo để chém thẳng mã, bắt xe trước, xe phải chạy, rồi lúc này mới bắt pháo sau. Cho dù đen vẫn còn cơ hội, binh bảy tiến, bắt pháo ngay. Pháo di chuyển, dùng chốt để tấn một, bắt cả đôi, nhưng bỏ mặc, triệu chỉ cần bước từ vào mã đáy, kiểu gì cũng hơn quân. Chốt diệt pháo, mã sẽ nhảy. Chốt bắt mã, pháo sẽ di chuyển, tìm vị trí khác để công sát. Thua kém một quân, Trình sẽ phải tiếp tục một cuộc chiến rất vất vả. Bởi vậy, sau nước cờ giật pháo của đối phương, Trình sẽ phải xem xét cách thức khác, hoặc là binh bảy tiến thì sao? Lúc này, vẫn còn một thủ đoạn rất cao khác. Triệu có thể lấy xe để tiến thẳng, đi thêm một nước nữa. Châu pháo đường sườn, nếu như tới đây, lựa chọn là tướng xuất không ổn thỏa, tại vì xe bình vào, bước từ lấy chốt. Mã phía sau, kiểu gì cũng phải vong mạng, sớm hay muộn mà thôi. Bởi vậy, ngay tại đây, chỉ có thể lấy xe để tiến một, mời đổi. Chấp nhận là phương án nhanh gọn nhất để có thể chiếm được phần ưu. Tượng chỉ cần dương lên, bắt pháo, và chốt này sẽ thiệt mạng. Và trước sau gì thì quân mã bảy của Trình cũng không thể nào thoát thân, không thể nào giữ được. Tại vì cho dù rời pháo về, vẫn sẽ bị mã 6 tiến 4 và đánh tử ngay. Bởi vậy, sẽ chỉ còn đúng một cách đánh thứ ba là kẻ cầm đen có thể xem xét. Tức là với việc này, lấy pháo 6 bình 7. Nhưng đỏ sẽ làm gì? Tấn xe một mạch đè sát cục. Hoặc là lấy xe bình 7, hoặc là xuất tướng, đều vẫn bị. Đỏ lấy xe bình vào trục 3, đây là một nước cờ rất cao, trực tiếp truy đuổi vào mã. Bởi vậy, chỉ có thể dùng binh 7 tiến 1 giữ mạng, vẫn bị pháo nổ tường, hình thành ra một thế tiến công rất ác liệt, mà tới đây đen không thể nào làm ngơ. Nhưng nếu như dùng tường để tiêu diệt, cũng vỡ trận một cách tan tác, tướng leo lầu. Đơn giản là diệt pháo, bắt chốt và bức tử luôn mã. Trình tốt nhất là phải quy hàng, bởi vậy những biến đánh này đã được Triệu tính toán một cách kỹ càng, chứng tỏ rằng Triệu đang nghiên cứu bố cục này một cách rất kỹ lưỡng. Trình Tấn Siêu lúc này đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, lúc này tuyệt đối không thể nào bổ sĩ đi đúng vào cạm bẫy rất hiểm ác của đối phương, mà đành phải lựa chọn pháo 3 bình 5 mời đổi, tức là đổi pháo giữa đã đành mà đổi luôn cả xe trục 2 để hóa giải một áp lực tiến công đưa về so đỏ tán thủ. Tại vì những nước cờ lão luyện ở tàn cuộc chắc chắn giúp Trình có thể dễ dàng để xoay chuyển cục diện. Nhưng Triệu sẽ làm gì? Không phải là chấp nhận đổi mà anh đã lấy pháo để di chuyển, che chắn sức xe. Cũng chỉ cần chờ vậy, Trình Tấn Siêu nhảy mã trung lộ, bắt cho bằng được. Và Triệu đã tiến xe một mạch. Trình Tấn Siêu dùng mã để tiêu diệt, xe đóng thẳng vào. Với lựa chọn này, cách hóa giải của Triệu rất hay. Tức là đối diện việc đối phương mời đổi xe pháo, nhưng chỉ cần một đòn tiến xe, Triệu lại rất tài tình để mời đổi được một sức mã. Thành quả mà cậu thu được chính là xe pháo đang giữ một hàng ngang rất quan trọng. Cả đôi chủ lực của họ Trình tự dưng lại rước phải nguy cơ, gần như không hề mấy dễ chịu mà tìm đường thi triển. Lựa chọn của Trình lấy xe bình 7, lăn bánh ngay. Và Triệu lúc này lấy xe bình sườn, bắt pháo, tuyệt nhiên không thể nào ý ôi vào việc, tức là xe tiến 1. Trình cũng chỉ cần nhẹ nhàng bước từ lệ pháo, tính toán này là thất thiệt. Triệu lúc đó chỉ cần vỗ tiêm một nước xe, đè lấy sĩ. Pháo oa tâm trở thành là một tử huyệt chết người, đành phải thi pháo mà giải nguy. Trình lại rất bất lợi, bởi vậy chỉ có thể lấy xe tiến một giữ mạng trước. Cũng như có thể chờ sẵn, lấy pháo bình 6 đuổi lấy xe ngay. Triệu ra sức ngăn cản cũng rất thuận tự nhiên. Trình vẫn lấy pháo để di chuyển, thứ nhất là gác sĩ. Và thứ hai, pháo 7 bình 6 vẫn có thể thực hiện được mưu đồ và áp lực sẽ từ từ được cởi bỏ. Nhưng Triệu đã theo xe đến tận cùng. Trình lúc này bổ sĩ lên. Thành thử chủ lực lúc này của Triệu đã bị Trình giam hãm. Nhưng chẳng thể nào ngờ được đây là những điều mà Triệu đang còn ấp ủ. Cậu chỉ cần dùng pháo còn lại tiến thẳng qua, pháo sĩ giác đã phát huy được sức mạnh, dùng xe để bắt pháo đường 7. Biết vậy nhưng hoàn cảnh này không hề cho Trình có cơ hội để giải nguy. Đành phải lấy xe bình 8, miễn cưỡng nhìn pháo đường 7 ra đi trước. Rồi tiếp tục lại tấn xe thẳng một mạch, bắt mã 3. Không hề đơn giản để có thể chiếm phần ưu tròn vẹn trước một tay cờ mưu mô trước quỷ như Trình Tấn Siêu. Việc mất pháo ở trước tưởng chừng đã đẩy Trình Tấn Siêu vào tình cảnh bất lợi. Nhưng chỉ cần đúng một đòn giờ chuyển này, tránh việc mời đổi xe và tấn thẳng, mã 3 của Triệu chính thức đã phải toi mạng. Tuyệt đối không thể nào quay về trung lộ, tại vì mã chỉ cần nhảy trục 8, Triệu biết được vậy.
Nhìn thấy việc này, đối phương chuẩn bị quay về sĩ giác sát cục, nhưng rất khó để hóa giải. Có lẽ rằng lúc đó giải pháp duy nhất là phải bỏ lại một xe, chẳng mấy chốc mà Triều sẽ bị Trình đánh cho một phen tơi tả. Bởi vậy, lựa chọn trong hoàn cảnh này đành phải gác tường, và Trình cũng ra tay. Cuộc cờ lúc này lại trở về vạch xuất phát, mỗi bên còn hai xe, Triều còn đôi pháo, còn Trình còn pháo mã. Lựa chọn của Triều là gác sĩ lên không hề đơn giản. Nếu như Trình không lựa chọn là thoát thân, tất sẽ bị. Triều chỉ cần rời pháo ngay hàng chốt, mã này bị cột chặt, xe cũng vậy, đành phải đứng án binh bất động. Mà tuyệt đối lúc đó Trình nếu như dùng xe còn lại giải nguy sẽ muộn màng. Lúc đó Triều chỉ cần lấy pháo đường 8 thối lui nữa, xe 7 chắc chắn sẽ phải toi mạng. Bởi vậy đành phải lấy xe lệch đường 8 đưa vào vị trí thuận lợi hơn. Triều vẫn vậy, rời pháo bắt mã. Mã chỉ còn đúng một cửa là phải nhảy đường 8 chờ đợi. Triều tới đây bình pháo đuổi xe ngay. Xe khép vào mạn sườn, nhanh gọn, Triều lại bước từ một chốt ở cửa hà. Hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với một tay cờ giang hồ rất nhiều thủ đoạn như Trình. Đại sư Lưu Tinh đã mang tới một yếu tố bất ngờ cho giải, thể hiện một con mắt nhìn người rất chính xác. Lựa chọn tới đây của Trình, dùng xe này quay về hai nước ngay kỵ hà. Với có thể phục là bình sang gây khó khăn hay chăng? Triều bắt buộc phải đi trước đối phương, bình 8 để lấy trước một con đường rất quan trọng. Đây là một huyết đạo, Triều biết được vậy. Nếu như Trình chiếm mất con đường này, chắc chắn thế công của Trình sẽ trở nên như thác đổ. Mã này chỉ cần một nước là ngọa tào, pháo có thể bắn sĩ từ xa, xe thì bắt pháo. Nhưng pháo lúc đó không còn mấy lộ mà di chuyển, bình trục 7, tất sẽ bị xe thiến chiếu rồi cán mất tường, cũng là một đòn tiến công rất hiệu quả. Ngoài ra, nước cờ này của Triều còn hàm xúc cho một mưu đồ tiến công khác, tức là cậu chỉ cần dùng pháo để chìm đáy mà thôi. Nhưng tuyệt đối lão Trình không thể nào lấy xe bình 2 ngăn cản. Triều chỉ cần lấy xe này bước từ vào pháo, sĩ mở dương lên, pháo vỗ chiếu, bắt lại xe. Triều lại dễ chơi với việc dư trắng một quân. Bởi vậy ngay tại đây, chỉ có thể lấy xe để khử pháo trên trước. Xe cảm từ vào sĩ vẫn là một tình cảnh có lợi hơn rất nhiều. Dùng xe này để tiêu diệt gọn. Và đây chắc chắn sẽ là một tàn cục. Lão Trình chỉ có bài, hoặc may lắm thì hòa mà thôi. Nhưng rất khó khăn. Triều dư chốt, chẳng những vậy, pháo thì giữ một hàng ngang, khiến sức ngựa còn lại không tài nào di chuyển. Xe này thì quản lý hai quân chốt, sĩ thì bị gãy vụn. Chẳng mấy chốc mà một không khí tang thương sẽ phủ lên trận địa của Trình Tuấn Siêu. Bởi vậy suy tính một cách kỹ càng, hoàn toàn có thể nhầm tính được mưu đồ này của cậu nhóc. Nhưng lão Trình thuận thế lấy xe này tiến thẳng, vừa có thể gây ra chút đe dọa, và Triều vỗ pháo vào trung lộ, thay đổi hướng tiến công ngay. Với việc này, chắc chắn sức tiến công của cậu sẽ mang lại những giá trị cao hơn so với cách thức mà cậu đã toan liệu từ trước, tức là chìm đáy. Lúc này đang còn trực tiếp đe dọa xe chém thẳng vào pháo sườn. Nhưng lão Trình tới đây đã quyết định phê pháo, nắn gân tay tướng trẻ, lấy xe 8 bình 4, chờ đợi ngay. Nếu như Triều dùng xe mà khử pháo, tớt sẽ phải lo lắng hơn. Trình lúc này vẫn còn thủ đoạn lấy xe 4 bình 2, chờ đợi cho màn xuất tướng để liên hợp. Việc thoái sĩ lúc này Triều không thể nào, tại vì sau khi tướng xuất, xe thì đe sĩ tạo sát, sĩ này thì chém được xe. Cạm bẫy của Trình là vậy, nhưng thực ra Triều vẫn có thể thực hiện được mưu đồ. Chỉ cần lấy xe khử pháo mà thôi. Tới đây chỉ cần dùng tượng để quay về. Chắc chắn là sức tiến công của lão Trình sẽ bị chững cả lại, không thể nào công sát với hình cơ này. Còn trong thực chiến thì sao? Tiểu Triều sau một hồi nghĩ ngợi, không dám dùng xe đoạt pháo, mà cách chính thức là dùng pháo này quay về ba nước để ngăn cản đòn lấy một đường 8 rất nguy hiểm của đối phương. Trình tuyệt nhiên không thể nào đưa tướng xuất để giữ lại pháo. Pháo chỉ cần kê sườn, xe chắc chắn là toi màng. Lựa chọn là rời về hai nước, kiềm chế pháo trung tâm, để cho Triều dùng xe tiến thẳng, mời đổi. Xe này quay về, rồi chấp nhận ngay. Tướng phải xuất, nhân tiện có thể giữ được pháo sườn. Nhưng cũng chỉ cần chờ vậy, Triều lấy pháo để vỗ mặt. Nếu như tới đây sĩ dương lên, hoặc là chạy tướng, pháo này cũng mất. Bởi vậy, lựa chọn lấy xe tạt biên, còn nước thì còn tát. Và lúc này Triều vẫn gác sĩ để liên công ngay. Những đòn tấn công rất chính xác của Tiểu Triều đẩy đưa Trình Tuấn Siêu về một cục diện tan tác không còn cách bao xa nữa. Không thể nào lấy xe để bọc lót vào, xe chỉ cần quay về hai nước.
chẳng những xe, mã này cũng phải thiệt mạng nốt. Bởi vậy, sẽ chỉ còn đúng lựa chọn, tướng phải vào, ngậm ngùi, nhìn pháo ra đi, trông tức tười. Xe này diệt chốt, còn nước, tiếp tục còn tát, đe dọa vào trung binh. Xe này quay về, giữ mạng, một công đôi chuyền, làm cho con mã còn lại của Trình Thần Siêu, gần như cũng không còn cửa di chuyển. Để có thể giải nguy kịp thời trước khi đối phương dương sĩ lên, tả xe sang bước từ, chỉ có thể quay xe về hai nước, Triệu, binh năm tiến. Xe của Trình đã bình đường bày, mở đường, mã có thể quay về. Nhưng bỏ mặc mà sĩ dương lên, xe của Trình tấn thẳng hai nước, mời đổi. Xe tiến lên, xe quay về, bắt pháo. Binh này tiến một. Tới đây, nhận thấy không hề còn bất kỳ một điểm đánh nào có thể lợi dụng, Trình mới chấp nhận để quy hàng. Một chiến thắng đầu đời của Triều ở một đấu trường đỉnh cao với những nước cờ rất sắc sảo làm tên tuổi của cậu đã nổi như cồn. Còn video này đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.